Nga xin kính chào quý vị, Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã trở lại với kênh Nga Võ. Hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2024. Kính thưa quý vị, trong cái video này, Nga kính xin chia sẻ đến quý vị 5 điều quan trọng về an sinh xã hội mà quý vị, những người đi làm quý vị cần biết. Lãnh lương theo vợ hoặc là chồng, chồng vợ cả hai đi làm và chồng hoặc là vợ một trong hai người đi làm thì khi nào mà nhận được một phần hai lương của người vợ hoặc người chồng hoặc là khi nào nhận được 100% của người vợ là người chồng. Nga rất là kính mong quý vị nhấn cái nút share, chia sẻ để những người cần cái thông tin có thêm cái thông tin tham khảo. Kế tiếp Nga sẽ là trả lời những cái câu hỏi quý vị để lại. Ví dụ như quý vị có chia sẻ rằng ly hôn để lại hết tài sản cho vợ làm sao ngăn cản người vợ cũ không có khai lương hưu của chồng cũ? và Nga sẽ trả lời cái câu hỏi quý vị để lại liên quan đến cái việc lãnh lương hưu. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga những phần chi tiết sau đây. Năm cái thông điệp an sinh xã hội quan trọng nhất mà phụ nữ nên biết hoặc là những quý vị nào có chồng hoặc là có vợ một trong hai người không có đi làm hoặc là cả hai người đi làm. Một, không có gì ngăn cản quý vị nhận được cái trợ cấp an sinh xã hội của riêng mình. Nếu quý vị đã làm việc ít nhất 10 năm và kiếm được tối thiểu 40 tín chỉ từ cái công việc của mình, quý vị sẽ là được hưởng cái chương trình an sinh xã hội. Khi mà đến 62 tuổi, quý vị đủ điều kiện nhận cái trợ cấp an sinh xã hội của riêng mình, cho dù quý vị có kết hôn hay không và chồng của quý vị có thu tiền an sinh xã hội hay không. Trợ cấp hưu trí của quý vị được tính giống như cái tính trợ cấp hưu trí của một người đàn ông nó dựa trên cái tỷ lệ phần trăm của cái mức lương trung bình hàng tháng của quý vị dựa trên cái thu nhập cơ bản trong 35 năm. Nếu quý vị không có cái thu nhập trong 35 năm, Sở Ân sinh xã hội phải thay thế cái số năm đó bằng là cái số 0 để mà đạt được cái cơ sở là 35 năm. Vì Sở Ân sinh xã hội có cái quy luật 35 năm cho nên một số quý vị hoặc là nhiều quý vị, đi làm 30 năm hoặc là 32 năm, làm cho đủ 35 năm để về sau nhận được cái mức lương hưu hàng tháng cao hơn. Nếu quý vị bị khuyết tật trước tuổi nghỉ hưu đầy đủ, quý vị có thể là đủ điều kiện nhận cái trợ cấp khuyết tật an sinh xã hội gọi là SSDI. Nếu quý vị đã làm việc và đóng thuế an sinh xã hội trong cái số năm mà 10 năm trước đó, tất nhiên là nếu như mà quý vị đi làm đủ điều kiện thì 10 năm 40 tính chỉ, nhưng mà chưa đủ 10 năm, quý vị đã bị bệnh và không thể đi làm được thì trong cái trường hợp này quý vị sẽ nhận được cái chương trình là SSDI. Nếu quý vị cũng nhận được cái lương hưu từ công việc mà quý vị không phải là đóng thế ăn sinh xã hội ví dụ như dịch vụ dân sự hoặc là lương hưu của giáo viên thì cái phúc lợi ăn sinh của quý vị là sẽ là bị giảm. Điều thứ hai, không có hình phạt hôn nhân hoặc giới hạn quyền lợi được trả cho một cặp vợ chồng nếu quý vị đã kết hôn và cả quý vị và chồng đều đã đi làm, mỗi người sẽ nhận được cái trợ cấp an sinh xã hội riêng. Một người phụ nữ đang đi làm không bị giới hạn một nửa cái số tiền an sinh xã hội của chồng. Tỷ lệ áp dụng cho những phụ nữ chưa bao giờ làm việc bên ngoài gia đình, Nga sẽ chia sẻ chi tiết cái phần này đến quý vị. Vì vậy, ví dụ, nếu quý vị đang nhận cái trợ cấp an sinh xã hội là 1.200 đô la mỗi tháng và chồng của quý vị đang nhận cái trợ cấp an sinh xã hội là 1.400 đô la mỗi tháng, thì quý vị sẽ nhận được cả hai người là 2.600 đô la mỗi tháng cho cái trợ cấp hưu trí. Điều thứ ba, cái quy luật thứ ba này khá nhiều quý vị đặt cái câu hỏi. Nếu bạn đến hàng hưởng hai cái khoản trợ cấp, bạn sẽ nhận được cái khoản trợ cấp trả mức cao hơn chứ không phải là cả hai. Hầu hết phụ nữ đều có khả năng nhận được hai cái khoản trợ cấp trợ cấp hưu trí của chính quý vị và trợ cấp của vợ theo cái hồ sơ của chồng quý vị. Nhưng quý vị chỉ nhận được cái người trả mức cao hơn chứ không phải là cả hai. Hầu hết phụ nữ đi làm đến tuổi nghỉ hưu đều nhận được cái trợ cấp an sinh xã hội của riêng mình vì cái mức này cao hơn 1 phần 3 đến 1 phần 2 cái mức của người chồng. Nhưng nếu chồng mà mất trước thì quý vị có thể là nộp đơn xin cái trợ cấp dành cho người quá phụ cao hơn. Trong cái quy luật này, Nga xin được phép trả lời luôn cái câu hỏi của quý vị để lại. Chào Nga, tôi có chồng và đã ly dị, chồng tôi đã qua đời, hiện tại tôi đang lãnh tiền của chồng tôi. Mà khi mà quý vị đủ tuổi nghỉ hưu, thì lúc đó quý vị vẫn nhận được cái số tiền của chồng hay không? Dạ, theo cái quy luật số 3 đó quý vị hiện tại á, là quý vị nhận cái số tiền của người chồng đã qua đời. Khi quý vị tới tuổi nghỉ hưu thì quý vị nhận cái số tiền của quý vị một trong hai thôi. Nhưng mà nếu trong trường hợp cái số tiền của người chồng cao hơn thì quý vị nhận theo cái số tiền của người chồng. Chứ quý vị không thể nhận một lúc hai phần. Đó là cái quy luật của sự ân sinh xã hội đưa ra. Và điều này có khá nhiều quý vị đã đặt những cái câu hỏi và trước đó Nga cũng có chia sẻ trong những cái video. Đây là cái câu hỏi quý vị hỏi nhiều nhất. Điều thứ tư, nếu quý vị đã ly hôn và đã kết hôn ít nhất 10 năm, quý vị sẽ đủ điều kiện nhận một số cái khoản an sinh xã hội của chồng cũ hoặc là vợ cũ. Phụ nữ đã ly hôn, đã kết hôn ít nhất 10 năm sẽ đủ điều kiện nhận an sinh xã hội theo cái hồ sơ của chồng, nếu người vợ cũ này chưa kết hôn vào cái thời điểm họ đủ điều kiện nhận cái an sinh xã hội một số phụ nữ ký cái giấy ly hôn từ bỏ quyền hưởng an sinh xã hội theo cái hồ sơ của chồng cũ. Nhưng mà nếu quý vị kết hôn ít nhất 10 năm, những cái điều khoản đó trong cái quyết định ly hôn sẽ vô giá trị và không bao giờ thi hành. Bất kỳ cái khoản trợ cấp nào trả cho vợ chồng đã ly hôn không làm giảm các cái khoản thanh toán của người chồng cũ hoặc bất kỳ cái khoản tiền nào mà vợ chồng hiện tại của người đó phải trả nếu người chồng đó tái hôn. Nói chung, các quy tắc thanh toán tương tự áp dụng cho người vợ và người quá bụa đã ly hôn cũng như người vợ và người quá bụa hiện tại. Điều đó có nghĩa là hầu hết phụ nữ đã ly hôn đều nhận được an sinh xã hội của riêng mình khi chồng cũ không còn sống nhưng có thể nộp đơn xin cái mức trợ cấp quá phụ cao hơn khi người chồng cũ qua đời. Quy tắc thứ tư này nói rằng nếu như mà quý vị ly hôn, tối thiểu cái cuộc hôn nhân của quý vị kéo dài là 10 năm. Và khi mà quý vị khai theo cái người chồng cũ đó, thì lúc đó là quý vị chưa có là tái hôn. Quy luật thứ năm khi người chồng hoặc là người vợ của quý vị đã qua đời, quý vị có thể là nhận được cái trợ cấp quá phụ. Người quá phụ này trả từ 71% ở tuổi 60 đến 100% khi đủ tuổi nghỉ hưu những gì người chồng hoặc là người vợ nhận được trước khi mất. Nhưng trước tiên, sự Ân Sinh Xã hội sẽ trả các trợ cấp hưu trí cho chính quý vị, sau đó bổ sung thêm bất kỳ các phúc lợi bổ sung nào mà quý vị được hưởng khi là quá phụ để mà nâng cái mức trợ cấp an sinh xã hội của quý vị lên ngang bằng với cái mức dành cho người quá phụ. An sinh xã hội cũng có thể là trả cho quý vị các khoản trợ cấp tử vong một lần là 255 đô la nếu quý vị đang sống với người chồng hoặc là người vợ khi người đó qua đời nếu quý vị kiếm được nhiều tiền hơn người chồng hoặc là người vợ thì người ấy là sẽ có được cái hưởng trợ cấp quá bụa trong có hồ sơ của quý vị nếu như mà quý vị mất trước người vợ hoặc là người chồng một điều không thay đổi là người phối ngẫu còn sống thường không có chắc chắn về cái cách là bắt đầu yêu cầu cái quyền lợi của người còn sống sở sinh xã hội là có một số cái thông tin hỗ trợ quý vị để là nộp đơn xin có trợ cấp với tư cách là người vợ hoặc là người chồng còn sống. Khi mà quý vị đủ điều kiện nhận được cái chương trình của người chồng hoặc là người vợ quá cố đó, thì có số tiền nhận được tùy thuộc vào cái độ tuổi của quý vị. Số tiền trợ cấp của quý vị có thể là nhận được trong cái hồ sơ của chính mình và liệu quý vị có con cái phụ thuộc hay không. Một điều quý vị lưu ý rằng nếu như mà quý vị có những cái khoản tiền với những là hưu trí hoặc là người vợ hoặc người chồng qua đời quý vị nhận tiền như vậy á. Nếu như mà quý vị có nhận thêm cái chương trình SSI hoặc là chương trình Food stamp thì chương trình Food stamp hoặc là SSI sẽ là bị giảm. Trước đây có quý vị chia sẻ với Nga rằng là quý vị nhận được 23 đô. À, trong cái trường hợp đó tại vì là quý vị nhận cái số tiền từ người vợ đã qua đời. Sau đây là những cái điều quý vị lưu ý. Một trong những điều kiện để nhận được cái tiền hưu trí của người chồng đã qua đời nếu quý vị quá chồng hoặc là tái hôn sau 60 tuổi. Nếu quý vị được hưởng cái trợ cấp hưu trí nhưng chưa nộp đơn, quý vị có một cái lựa chọn, quý vị có thể là quyết định nộp đơn xin trợ cấp hưu trí hoặc là trợ cấp cho người còn sống sót. Quý vị có thể là chuyển sang cái lợi ích khác cao hơn sau này, ví dụ như là quý vị đi làm, quý vị nhận được cái khoản của quý vị, nhưng mà sau đó, quý vị sẽ chuyển qua cái trường hợp là nhận theo có hồ sơ của người chồng đã qua đời miễn sao an sinh xã hội sẽ coi cái nào cao hơn thì sẽ là cung cấp cho quý vị. Nếu như mà quý vị không có đủ tín dụng an sinh xã hội để mà đủ điều kiện nhận cái trợ cấp trong cái hồ sơ của chính quý vị, thì quý vị sẽ nhận được cái trợ cấp trong cái hồ sơ của người vợ hoặc người chồng. Ví dụ như là trường hợp quý vị đi làm nhưng mà quý vị chưa có đủ 40 tính chỉ chẳng hạn. Để đủ điều kiện nhận cái trợ cấp của chồng hoặc vợ, quý vị phải là những người 62 tuổi trở lên. Còn nếu như mà quý vị đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc là đang nuôi con khuyết tật thì trong trường hợp này người ta không có tính số tuổi là không có tính theo 62 tuổi. Quyền lợi của quý vị sẽ nhận được đầy đủ, lên tới là một nửa cái số tiền mà vợ hoặc chồng của quý vị được nhận đến tuổi nghỉ hưu đầy đủ. Điều này có nghĩa rằng tại vì quý vị đi làm chưa có đủ 40 tính chỉ, chưa có đủ 10 năm cho nên quý vị không có đủ điều kiện để mà quý vị nhận cái hồ sơ chính của quý vị quý vị phải dựa vào cái hồ sơ của chồng mình hoặc là vợ mình trong cái trường hợp đó là quý vị sẽ nhận lên đến là tối đa là một nửa cái số tiền của người chồng người vợ cũng tương tự như nếu như mà quý vị không có đi làm từ đầu dưới cuối quý vị không có đi làm và khi tới tuổi nghỉ hưu quý vị đủ điều kiện để nhận theo cái hồ sơ của vợ hoặc là chồng đủ điều kiện các quý vị nhận tới là 50% tức như là một nửa cái số tiền của chồng thôi. Cho nên là một số quý vị cũng có hỏi rằng là quý vị chưa bao giờ đi làm, quý vị kết hôn với người vợ ở Mỹ, khi đến tuổi nghỉ hưu đầy đủ, quý vị có nhận được tiền không? Thì trong trường hợp đó Nga xin thưa rằng đủ điều kiện quý vị nhận được tiền, nhưng mà tối đa là 50%. Trường hợp thứ hai là cả hai vợ chồng đều đi làm, cả hai đủ điều kiện nhận tiền hưu, nhưng một trong hai người thì cao hơn người kia. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận cái trợ cấp hưu trí theo cái hồ sơ của chính mình, sở ứng sinh xã hội sẽ sanh toán cái số tiền đó trước. Nếu phúc lợi của quý vị với tư cách là vợ hoặc chồng cao hơn cái phúc lợi hưu trí của chính quý vị, quý vị sẽ nhận được sự kết hợp các cái phúc lợi tương đương với cái phúc lợi cao hơn của người vợ hoặc người chồng lương hưu và của chồng cao hơn thì sẽ được khai theo chồng. Nhưng mà quý vị không có phải là nhận được hai phần, quý vị lưu ý cái phần này ha. Ví dụ, cô A đủ điều kiện nhận cái trợ cấp hưu trí là 1.000 đô la và trợ cấp của chồng á, là 1.250 đô la. Hai cái trường hợp này cô đều có đủ điều kiện để mà cô nhận một trong hai. Khi mà đến tuổi nghỉ hưu đầy đủ, cô A sẽ nhận được cái khoản trợ cấp hưu trí của chính mình là 1.000 đô la và sở sinh xã hội sẽ thêm 250 đô la từ cái phúc lợi của chồng cô như vậy tổng cộng là 1.250 đô la. Như vậy là trong cái trường hợp này sẽ nhận được cái lương của chính mình và cộng thêm cái số tiền cao của người vợ hoặc là người chồng. Như là trong trường hợp này là 250 đô la chứ không phải là nhận được 2.250 đô la. Trong trường hợp này cả hai đi làm và nếu như mà người chồng qua đời, người vợ sẽ nhận tiền gọi là người sống sót á, sẽ nhận tiền và khi mà Tuổi nghỉ hưu đầy đủ thì người vợ sẽ nhận được 100%. 100% số tiền trợ cấp của người chồng đã qua đời. Quý vị có hỏi rằng cô Nga ơi làm sao ngăn cản người vợ cũ nhận tiền an sinh xã hội của tôi? Tôi đã để hết nhà cửa tài sản lại cho cô ấy khi mà ly hôn rồi. Quý vị lưu ý rằng trong cái quy luật số 4, nếu như mà quý vị kết hôn, cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm sau đó quý vị ly hôn và người vợ sẽ có quyền khai vào trong cái lương hưu của người chồng cũ khi mà người vợ tới tuổi nghỉ hưu. Đó là cái quy luật của cái điều số 4 trong sở ân sinh xã hội có đưa ra. Và một điều nữa, nếu như người chồng cũ đó tái hôn có người vợ hiện tại, người vợ hiện tại đó cũng lãnh lương hưu của người chồng này, người vợ cũ khai lương hưu vào trong cái hồ sơ của người chồng cũ thì trong trường hợp đó sẽ không ảnh hưởng tới cái số tiền của người chồng cũng như của người vợ mới của chồng cũ. Cho nên không có cái quy luật nào để là ngăn cản cái người vợ cũ đó nhận hoặc là khai cái lương hưu của người chồng cũ. Và một điều nữa trong cái quy luật số 4 người ta có nói rằng một số phụ nữ ký cái giấy ly hôn từ bỏ quyền hưởng cái an sinh xã hội theo cái hồ sơ của chồng cũ. Nếu quý vị đã kết hôn ít nhất 10 năm, những điều khoản đó trong cái quyết định ly hôn sẽ vô giá trị và không bao giờ được thi hành. Điều này có nghĩa rằng là mặc dù cái người vợ đó ký vào trong cái giấy là nói rằng là sẽ không có nhận tiền ăn sinh xã hội của người chồng, nhưng mà nếu như cái cuộc hôn nhân đó kéo dài 10 năm, sau này người vợ muốn nhận cái tiền lương hưu vẫn được luôn. Nếu quý vị có những cái trải nghiệm nào trong những cái trường hợp này, Nga rất là mong quý vị chia sẻ dưới cái phần video. Hoặc nếu quý vị có bất kỳ cái câu hỏi nào, vui lòng để lại trong cái lời nhắn dưới cái video, Nga sẽ chia sẻ trong cái vòng hiểu biết của mình. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều ăn vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.